Kính thưa quý vị, Nga vẫn tìm cách ngăn cản xe đưa người tị nạn rời thành phố. Đàm phán mở hành lang nhân đạo tại Mariupol, thành phố miền nam Ukraine, từ nhiều ngày nay không đạt kết quả. Tối qua, Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ ra thông báo ngừng bắn tại Mariupol. Chính quyền Kyiv cho biết cả 45 xe bus đến thành phố bị vây hãm Mariupol để chuyển hàng cứu trợ và di tản thường dân. Bộ Quốc phòng Nga ngừng bắn tại khu vực này bắt đầu từ 10 giờ sáng giờ địa phương. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết là việc di tản thường dân được tổ chức với sự tham gia trực tiếp của Phủ Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Từ nhiều ngày nay, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp vận động để Nga ngừng bắn, lập hành lang nhân đạo. Tại Mariupol, một nội dung chính được diễn ra trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp và lãnh đạo Nga vào hôm thứ Ba. Tuy nhiên, tối hôm đó, sau cuộc điện đàm, Phủ Tổng thống Pháp ra thông báo cho biết Nga không chấp nhận yêu cầu này với lý do các điều kiện chưa cho phép. Ngay sau khi chính quyền Nga đưa ra thông báo, Phó Thủ tướng Ukraine cho biết họ đã cử 45 xe bus đi Mariupol, hiện còn gần 170.000 thường dân trên tổng số 400.000 dân trước chiến tranh bị mắc kẹt. Giao tranh diễn ra dữ dội trong thành phố Mariupol từ hơn một tuần nay. Nhiều nhân chứng thoát được khỏi thành phố cho biết dân cư đa số ẩn náu dưới hầm để tránh bom đạn. Thành phố không có điện, thực phẩm và nước sạch thiếu nghiêm trọng. Nhiều nơi xác người nằm rải rác không ai chôn cất.